Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của video xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái cây cầu điện loại dài 1,5 m chuyên dành cho các bạn có cái mục đích gọi là chuyển từ xe 4 bánh sang xe chở hàng, từ xe 4 bánh chạy xăng sang xe 4 bánh chạy điện. Loại này là 4 bánh, loại này là 1,5 m các bạn nhé. 1,5 m thì nó tương đương với này cái cầu sau của thằng xe ô tô 4 bánh ấy, nó cũng khoảng 1,5 m. Dòng này thì sử dụng 4 ốc này. Tim 4 con ốc này là đo vuông ấy là 8. Đo chéo như này là 11,3 này. Đấy, đo chéo này là 8,1 thì phải. Đấy. Thì các bạn tùy theo ướm nhá. Cái đường kính này ấy nó khoảng 22 thì những cái vành 500-12 hoặc là vành 12 trở lên là đều lắp vừa. Cầu thì có hai số, số nhanh và số chậm. Đấy. Được qua một cái bộ dây cần và kéo vào cái này. Động cơ thì bên em có từ loại 2000, 3000, 4000 và 5000W. Tốc độ thì nó dao động từ 35 đến 40 km tùy theo đường kính bánh xe. Đấy. Cái này thì nó đối với cái xe ô tô của mình ấy, thì công suất nó chỉ cỡ đó thôi. Đấy. Cái này có cả phanh dầu và phanh cơ nhé, tùy theo yêu cầu của khách hàng mua phanh dầu hay phanh cơ, mua động cơ 2000 hay 3000 hay 4000 gì đó thì tùy. Đây nhé, đây là tổng thể một cái cây cầu này các bạn. Đấy, cầu, động cơ và điều khiển sẽ đi kèm 3 món đó với nhau. Tối thiểu để các bạn chạy được là cầu, động cơ và điều khiển. Đấy. Con này là con 1,5 m các bạn nhé. Chạy điện thì có hai loại điện 60 và điện 72V. Thì mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955 nhé. Cái này là cầu thuộc dòng cầu to đấy các bạn. Một cái cây cầu như này là cầu và động cơ nó xấp xỉ khoảng 6-70 kg gì đấy, rất là nặng. Đấy. Các bạn có thể đóng xe chở học sinh, chế vào ô tô xăng thành ô tô điện. Đấy. Hoặc là xe chở hàng cỡ lớn đều được. Mắc tải trọng của cái cầu này là 1,5 t các bạn nhé. Đấy là tải trọng tối đa nhé. Còn khuyến khích trong vòng 1 tấn thì là ok hơn. Mọi chi tiết thì xin liên hệ qua số điện thoại ở trên tờ giấy này 0983 818 955 hoặc là kênh trang web xe điện motor điện.com nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.